Em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Em là bên kênh bán hàng của HTK. Thì hôm nay em dì lại bộ nồi của Rim Thái và Rim Việt, cái giá là 970.000. Nhưng mà bộ này là xịn sò nha cô chú anh chị, chất lượng rất là cao. Thì lúc nào em cũng đi với cái cụm chuồng heo chính hãng là KFM nè. Thì mình có thể triển khai gắn được những quay Trung Quốc, rồi của HVM nè, rồi Rim Việt, Future 1 và Vây Thái. Thì động cơ 100cc của Trung Quốc là gắn được hết, thì lúc nào em cũng đi với chung cái cụm nồi sau là cụm chuồng heo chính hãng của Honda nè. Đó là cái bộ giá rẻ của em, nhưng mà cái cụm này là đang xứng đáng đồng tiền nên cô chú anh chị. Cụm này này, chính hãng thì em không có nói nữa nha, tại vì em bán hàng chính hãng thì cam kết 100% chính hãng. Ví dụ như thế này mà không đúng chính hãng thì một em đền 10 nha cô chú anh chị. Cái này em không xé nữa, tại xé nhiều quá cũng khó bán nha cô chú anh chị. Thì em cũng ít có làm xe sốt, hồi xưa em làm nhiều lắm, giờ em ngưng làm rồi, chuyển qua làm ga. Tại vì làm có mình á, công việc nó nhiều mà làm số thì chiếm thời gian nhiều quá cô chú anh chị. Thì đây nè, đây là cái mã mình quay trực tiếp không có thấy đâu, vì cô chú anh chị lắc vậy nè, lắc mà có sáng như thấy cái chữ Honda chỗ này nè cô chú anh chị. Đó, mình lắc lắc mình chỉ con tay màu đen mình vô mà còn thấy đó, nó chịu khó lắc khéo. Còn giờ mà trực diện như này thấy chứ ông đa chữ H là cũng thua rồi đó. Thì đây là cái cụm chuồng heo này mình để xuống. Tiếp theo là những cái đầu chuông, cái này là đằng đầu chuông mình đặt gia công của Rim Thái là tốt lắm nha cô chú anh chị. Hàng xịn nhất luôn, gọi là hàng cao cấp nhất luôn. Rồi đây mình lấy ra một cái cho cô chú anh chị xem. Đó, mình đi theo cái cụm bố của ba càng của Nissin là bố Rim Thái. Các cô chú anh chị nhìn nó thấy nó khác hẳn à. Mình thấy nó không lẫn gì đâu được, cái kèn nó nhìn nó xấu. Mình thấy mà đối với mình thấy cái kèn xấu đây nè. Đây nè. Cái tay chân mình mới làm thôi, dơ mình chưa có kịp rửa cho sạch nha cô chú anh chị. Vì thông cảm mình đây nè. Cuốn chuông rất là đẹp cho anh chị. Đây là Rim Thái là đặc biệt cái đầu dài nè. Thì mấy con tán này mình nó chắc rồi thì nó không có kêu nha cô chú anh chị. Bên trong nè. Thì mình nhìn thấy cái này mà đóng vô tem túi hàng Thái luôn thì cũng khó phân biệt nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đừng có mê đóng những cái mực trên đây, mực trên đây là người ta đóng được hết nha. Mấy cái mực đen 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 người ta đóng được hết. Thì mình mua giá rẻ mình xài ok là được rồi, hàng xịn sò là được rồi. Cô chú anh chị nè, thấy đâu có chê vào đâu được. Thì đối với Kim Thái là càng già, cái cuốn chuồng dài nè, thì nó cho kéo qua chút xíu à. Đây nè, kéo chút xíu. Thì mình có thể triển khai gắn cái này cho được tất cả các xe luôn, chứ không phải là riêng Rim Thái. Tại vì nhiều cô chú anh chị mà muốn cho nó đúng cái đầu chuông á, thật ra nó gắn được hết hả à. Nó gắn được cho Rim Việt Nam luôn. Thì gắn cho Rim Việt thì rút cái khâu của Rim Việt dục đi, rồi mình gắn nguyên cái đầu như thay thế nè. Dù giờ mình đây là cụm bố của Nissin nữa mà. Về bố hôm nay mình về lại bố hết bố mới về lại nè. Đây cụm bố của Nissin chính hãng á. Chính hãng Nissin làm nè. Đó, mình bỏ vô cho các bạn coi cái độ khích chuông khích bố chưa. Đó, mình kéo hết lại như đây nè. Kéo hết thì khe hở rất thấp rồi mình tưng lại là nó ok nha cô chú anh chị. Nè. Mình tưng lại nó quá khích rồi. Cái ngộ lắm, cái chuông này bỏ vô lấy rất là khó. Bỏ vô rồi lấy cục bố ra không được luôn. Nên mình bỏ vô. Bỏ vô là hồi rút cục bố ra khó lắm. Phải kiếm cái đồ đóng đóng ở trên đây nè, đóng ra. Bỏ vô cái này dính luôn. Nó bóp lắm cười chứ anh chị. Nó vô được là nó vô luôn. Mình lấy ra, nó lấy ra không được á. Nè, vô được vô luôn. Cô chú anh chị thấy cái hình ảnh này rất là quen đó nha. Hình ảnh cái đế này rất là quen. Mình muốn lấy ra mình thấy em thấy đóng cái trên này của chú anh chị. Đây là của Rim Thái. Rim Thái thì mình đi như vậy là thành một cái bộ chính bộ của Rim Thái rồi. Chỉ đồ hở chuông mình cho cô chú anh chị xem rồi đó. Nó rất là thích. Nè, đi như vậy thành bộ Rim Thái nè. Đầy đủ như cô chú anh chị. Đó, bộ Rim Thái. Đó. Thì mình đang bán 970.000 nha cô chú anh chị. Đây nè, Rim Thái. Xong rồi mình cho cô chú anh chị xem cái bộ Rim Việt luôn. Đầu chuông Rim Việt bên đây. Nay mình cũng về đầy đủ nè. Tổng cộng rồi. Trong cộng Rim Thái thì về Việt thì có 50 bộ nha cô chú anh chị. Thì 25 bộ Rim Thái và 25 bộ Rim Việt. Rim Việt thì mình có thể triển khai gắn được cho tất cả các xe luôn. Thái đâu cũng vậy các bạn. Mình về chung cái nguồn hàng này. Có chữ của mình bán là có chữ KRS là hàng xịn nhất á. Hàng xịn nhất là có chữ KRS nha các bạn.
Cái này thì mình kéo một răng thôi nha bạn, đừng kéo ham, kéo nhiều quá nó hú lắm. Đó, rồi mình sẽ cắt cái bộ của riêng vịt kia bạn. Càng của riêng vịt, mình cho các bạn xem luôn. Mình kiếm cái kéo mà. Nè, mình cắt ra cho các bạn xem. Mình bố nha các bạn. Thì đó với Nissin nó làm mấy cái càng này nó hơi xét xét nha cô chú anh chị, nhưng mà vì mình ngâm nhớt vô bình thường đó, mình nhét vô cho cái độ coi độ hở bố luôn nè, mình nhét lên. Cái này thì nhét nó dễ hơn nè, nhét cái nó vô liền cô chú anh chị đó, mình quay lại mới thấy được cái độ hở bố đó, mình quay lại nè, quay lại mới thấy độ hở bố, mình kéo hết luôn mở khích nè, mình nhét vô về không chê đâu được nhưng có chứ gì đó. Thì bộ này mình cũng bán 957 à, gồm có cái combo ni xin và cái chuông gia công này đó, mà về nè, về cái mình để qua vậy là thành cái bộ 957 nè, rồi đó các bạn, chỉ có vậy thôi, mình bán cái cam kết hàng xịn sò thôi chứ gì. Rồi đó, hôm nay mình giới thiệu lại cái bộ phim Thái của chứ gì, 970.000, mình không có bao gồm phí vận chuyển. Mình tiếp theo cái thùng bên đây là 32 cái bình xăng con quay RS Thái. Hôm nay cái phụt mình tạm muốn hết rồi nha cô chú anh chị. Cái đơn phụt chắc khoảng 4 5 ngày nó mới về. Cô chú anh chị có đặt phụt thì chịu khó đợi mình. Tại vì cái đơn phụt bán mình bán bứt hết rồi, bán lưng phụt hết rồi. Thì đây mình giới thiệu, đây là cái mã bình xăng con quay RS nhập Thái nè cô chú anh chị. Này cái tem nè. Cái tem này thì có chữ H, mình nhìn vậy không thấy nè. Đó, nhìn vậy không thấy, mình lắc lắc kỹ kỹ lên thấy có chữ H nổi. Đó, mình gỡ ra cho cô chú anh chị xem trực tiếp luôn. Bình trong đóng gói là như thế nào. Đó, cái bình mình đang bán là 650 nè. Thì hai ống dây này cô chú anh chị gì đã từng mua của mình đó, hai ống dây rất là dẻo nè. Hai ống dây này dẻo dữ lắm. Nó dẻo dữ lắm nha cô chú anh chị, dẻo. Hai ống dây cho theo, dẻo dữ lắm. Còn này đây là cái bình này. Thứ nhất của mình bán á, thì cái van nghe nè, các bạn để ý cái van này nè, nó sẽ lệch màu so màu nhôm là thắng luôn á. Còn hàng của Thái nè, vì là cái chén nè đồng màu với cái phần thân trên đó. Còn cái co xăng có mã số nè, co xăng xịn có mã số. Còn cái này nó 7 màu nha cô chú anh chị, chứ không phải là nó vàng quýnh luôn đó. Bình thường đưa vậy nè, nó sẽ 7 màu chứ không phải là nó vàng khè luôn như cô chị. Ốc thì màu trắng nè, rồi cái phá xăng cũng bóng nữa nè, phá xăng cũng bóng nữa nè. Rồi giờ nghe nè, mình phóng to. Con mắt ngay đây là có dấu gạch ngang. Đó, con mắt ngay chỗ này nè các bạn. Con mắt ngay đây nè, có dấu gạch ngang qua. Đó, mình bán cái bình vậy đó. Thì 650.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Thì cái bình này nè, nó đóng số thẳng nha các bạn. Quay rỡ thì các bạn bên nhà có xe, có các đời đóng cái số thẳng. B1 nè, UD10 gì đó. Rồi. Rồi mình cho các bạn coi cái trái ga luôn. Trong đây thì cái số 7 nha các bạn. Số 7 nè. Số 7. Rồi tiếp tục là cái lò xo nè. Cái lò xo các bạn thấy cái lò xo nó cái nước xi nó hơi nhám nhám, nó không được bóng. Đây nè. Còn cái này rất là dẻo nè các bạn. Dẻo mà cái trên đây nó có số C45 nữa. Đó. Trên đây thì mình thấy có hai cái chấm đây. Bên trong thì không có gì nha các bạn. Thì tiếp theo mình lấy cái trái ga ra, mình cho các bạn coi. Đây, bên trong nữa bạn. Rồi trái ga. Trái ga thì không có cân chỉnh được nha bạn. Bạn thấy nè. Nó cân chỉnh được. Đó, trái ga thì màu đen nè. Đó. Cái ga không có nứt cân chỉnh gì được hết nha các bạn. Thì cái bình này mình có thể triển khai gắn được cho rim quay được hết nha bạn. Co xăng thẳng luôn á. Co xăng thẳng.
nhiều khi chiếc rim á, các bạn gắn đụng cái sườn ngay cái này, nó cao quá đụng sườn thì gỡ cái nắp của bình cũ á mình để qua, thì cái nắp bình rim cũ ngay đây nó cong qua này. Thì cái nắp cũng không ảnh hưởng gì tới chất lượng, cái xài chung cái nắp này cô chú anh chị. Chỗ nào khó quá mình gỡ cái nắp qua, mình thấy nhiều cô chú anh chị xử lý như vậy. Mà mình dặn luôn lắp bình xăng mà của quay rim hồi xưa xài lọc gió mút á, cô chú anh chị nhiều khi làm biến gỡ cái lọc gió mút ra, vệ sinh trong đó giờ nó mục thành bột rồi, khi nổ máy là nó rút vô hai cái lỗ gió này nè. Nó chạy chừng mấy ngày nó rút vô là sặc sụa bình xăng rồi, nó dư xăng tại nó ém hơi, nó ém bít hai chỗ này, nó không có lấy hơi vô được hai cái mạch xăng mà dít lên chính nó phụ á, nó dư xăng dữ lắm. Mình đa số mình cũng gặp cái trường hợp đó. Có chú thì mua, có chú ở trong xóm mình lắp mấy bình Trung Quốc á, vừa chạy được chừng mấy bữa à, tuần hai tuần là nó nghẹt những cái mút nó vô đây nè, rồi nó đem ra mình cũng phải bỏ cái bình luôn. Với bình bình dởm á các bạn, bình dởm là chạy lâu ngày cái chỗ này không biết sao nó bó lại, hay trái ga nó nở gì đó, nó dính trái ga hoài, nó dính trái ga, bình dởm nó hiện tượng dính trái ga đó. Đây là cái bình cận cảnh của mình nè, thì mình ai nói gì mình cũng không quan tâm đâu, mình bán như vậy đó, 6.650 chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú rất nhiều. Hiện nay mình về mấy cái bộ nồi ghim thái cũng ngon xịn sò như cô chú anh chị, 970.000 á, mà thay vì cô chú anh chị mua mua gấp luôn nó rẻ hơn. Ở thành phố mình á, mình không biết sao chứ thành phố mình làm nồi thì bỏ bỏ 900.000 ra chưa làm được cái nồi nha cô chú anh chị, 900.000 ra làm gì chạy cũng được, tại vì bản thân á 900.000 á, 900.000 tiền thợ chiếm 500 thì 400 tiền đồ, nó không có làm được gì cô chú anh chị. Thật ra cái công á, cái công thành phố nó cao mà cô chú anh chị nghĩ cái công nó chừng 200-300 á là không có, công ở trên đây mà làm cái công nó không đủ sống rồi chứ anh chị, bước ra chỗ này chỗ kia là tiền không à, công ở Sài Gòn cao lắm. À, mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Các cô chú anh chị mua hàng thì liên hệ theo số 0866830039 giúp mình. Phuộc thì vài bữa mình mới về nha cô chú anh chị. Phuộc với chuyến này mình có gì mấy cái dên của ếch của em á. Dên ếch của em thì dên 110. 100 chắc khoảng 700 mấy cây. Rồi không cái đơn chuyến sau thì Phuộc nó không đủ nha cô chú anh chị. Mình cũng không chắc nữa, thì Phuộc này mình bán lưng hết rồi. Ngày mai chắc mình về Phuộc của Nhật. Dạ, mình xin cảm ơn các cô chú.